quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Ok, là chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục bắt đầu với một cái công việc mới nữa. Thì các bạn nhìn bữa nay mình ăn mặc khá là lịch sự luôn các bạn. Áo sơ mi rồi là đóng thùng được các kiểu. Mang giày lịch lãm đó các kiểu đó các bạn thấy không? Hôm nay chúng ta sẽ làm tài xế taxi các bạn. Đó. Thì cái hãng mà chúng ta ngày hôm nay làm đó là cái hãng taxi của Vinasun các bạn. Thì mình nghĩ chắc bạn nào cũng đã biết rồi đúng không? Rồi, khá là nổi tiếng luôn. Và cái con xe mà mình dùng để làm taxi ngày hôm nay là con Toyota Camry. Đó. Ui, xịn sò. Dùng Camry để làm taxi nó mới ghê các bạn, nó mới chắc các bạn. Rồi ok, mình sẽ lấy con này luôn nha các bạn. Rồi, lên xe, lên xe. Để coi nội thất con này coi. Ồ, nội thất cũng khá là xịn sò các bạn. Nhưng mà nhìn nó xấu xấu sao đúng không? Màu kỳ ấy. Ồ trời, có cả cửa sổ trời nữa. À, đây là vô lăng, đất tật ơi. À không, cái vô lăng này giống bị khuyết tật chứ vậy ta. Cái vô lăng gì kỳ cục vậy? Đấy, cái vô lăng giống bị khuyết tật quá trời luôn rồi nè. Rồi ok, thôi bây giờ mình và các bạn sẽ dùng con này để bắt đầu chuyến hành trình làm nghề lái taxi cho ngày hôm nay nha các bạn. Đi coi, có khách không? Mong là sẽ có khách các bạn. Dispatch, scratch that, I'm going off duty. Mình sẽ đợi kiểu là tổng đài ấy các bạn, nó sẽ thông báo khách. This is dispatch. I got a job going right now. Có khách luôn kìa. Nằm sau lưng à? Giờ sao đây ta? Copy that. Should only be a block. Mình sẽ lùi lại các bạn. Lùi lại, quay đầu lại. Đó. Chơi gì luôn cho nó cho nó dữ. Rồi, ok. Ê. À, đụng rồi. Đụng rồi. Rồi ok, bây giờ mình chạy lại các bạn, chạy ngược lại. Chạy cho đã đời xong rồi sai chỗ. Sorry, gotta cancel that job, change of plans. Khách đợi lâu quá, bắt taxi khác đi cái gì rồi. Khách bị mắc khách rồi các bạn. Rồi bên này có khách nữa nè, có khách nữa nè. Perfect, they're right around the corner from you. À đây. À, anh áo đỏ đó à, ok. Anh áo đỏ, lên xe luôn anh áo đỏ ơi. Ôi trời ơi. Rồi, lên xe này áo đỏ áo cam trời. Mặc cái áo gì mà nổi dữ thằng vậy. Mặc cái áo nhìn phát bắt taxi người ta thấy luôn ấy. Rồi ok, mình sẽ chở ổng đi đến cái địa điểm đặt ghi nha các bạn. Rồi anh ơi, đeo dây an toàn vô xe, em là chiến xe tử thần đó nè. What? Vượt đèn đỏ luôn nha anh ơi, đi cho nó lẹ. Lái xe bây giờ là mình phải vượt đèn đỏ các bạn, chứ mà chạy mà đợi đèn đỏ chở khách tới nơi chắc là tới mốt luôn quá. À cái biển quảng cáo, tôi tưởng ông nội nào ông đu trên đó chứ, biển quảng cáo các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo qua bên phải nha các bạn, rẽ phải để lên cái đường khác, rồi lại tiếp tục rẽ phải cái nữa. Giờ lại ghé trái. Đi xa dữ thằng, ra tới ngoài biển luôn các bạn. Đi hồi ra tới ngoài biển luôn. Rồi, mình sẽ quẹo bên phải nữa nè. Vụ gì vậy? Ông nội nó biết chạy xe không vậy? Trong này nó mới chạy ra hả? Trong motel nha các bạn, motel là nhà trọ đấy. Đi nguyên một bầy luôn nha. Mấy đứa bạn mới lại nhà trọ chơi hay sao ấy. Rồi cho qua bắt tay ơi. Ở đâu vậy ta, xa dữ vậy? Xa dữ vậy anh? Rồi quẹo qua đây. À tới rồi nè anh ơi, chỗ này phải không? Rồi đem quẹo vô luôn cho. Anh này anh bút đi đâu qua ta? Chỗ này là cái gì ta? Tới nơi anh ơi. Rồi tới nơi.
Fuckface. Ồ, tụi mày là một cái không trả tiền. Này là kiểu như một cái nhà hàng hay sao các bạn ơi? Sao mình không có tiền ta? Kỳ cục vậy. Trời ơi, sao nó không đóng cửa lại? Trời ơi, cái thanh niên này khổ ghê. Lên xuống xe người ta không biết đóng cửa cho người ta nữa. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc các bạn. Đây đây. Rồi let's go. Yeah. Tìm khách mới. Drop on your GPS now. Có luôn kìa. Ồ, khách này giữa bãi biển các bạn. Mong gặp em mà xin tưới nữa đây nha. Rồi mình sẽ chạy xuống đó các bạn. Lẹ lẹ đây không thôi. Có thằng nó bắt khách của mình nữa thì lại ế rồi đấy các bạn. Cancel that. Chết cha là nó mới nói luôn các bạn. Nó bị mất mất tiêu khách luôn rồi. Cây cú thật sự. Rồi bây giờ mình lại đợi khách tiếp theo nữa các bạn. Ô. Ô, cũng một khách ở dưới cái khu vực gần gần đó luôn các bạn. Rồi, đi xuống luôn. Đi xuống loan, đi xuống loan. Ê, ê, qua lỗ luôn. Rồi. Đâu khách đâu? Khách làm như không có tiền mua xăng hay gì đi. Bắt taxi về. À đây, anh chào anh ơi. What? Xem đây. Ờ, đây là một cái cửa hàng siêu thị tiện lợi các bạn. Rồi đi đâu anh? Đi đâu? Ờ không, anh đi vô cái khu dân cư trong này các bạn. Mình không biết là đó định đi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra. Đi đường nào ra lẹ trời. Ô, trời ơi. Có sao không anh? Cái đó là chế độ xe bay đó anh. Rồi gần đến rồi nha nè. Coi trời ơi, lạc qua đây. Chạy hồi lắng qua làng ta luôn mới ghê chứ. Rồi giờ đèn đỏ luôn. Rồi sắp đến anh đâu. Chắc anh này anh về nhà anh quá các bạn đúng không? Anh về nhà anh. Đây, cũng phải không ta? Sao chỗ này gì mà cấm nhóc hết trơn vậy? À đang sửa đường à. À, qua bên kia lộ nó mới được ha. Khó vậy. Đây là gì ta? À, cảm ơn anh nhá. Ở đây là một cái tiệm xăm à. Lại không đóng cửa. Ủa, anh này anh đi xăm các bạn. Đi xăm. Ủa, sao? Sao anh không đóng cửa cho em? À, đóng rồi. Xác rồi đó các bạn. Rồi, ông đi xăm rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ mình các bạn sẽ đi xuống dưới kiểu mé biển dưới này nè. Để coi có khách không các bạn. Mấy bay biển ấy, có mấy em xinh tươi được các kiểu các bạn. Đây, đây, đây. Đây nó có cái đường xuống nè. Không biết ra ngoài được không ấy. Quan trọng là vậy. Đó, dưới này nó có một cái đường xuống biển nè. Ôi trời đất ơi. Có một khách nhưng mà không phải dưới mấy biển này. Có nên nhận luôn ta. Tôi bỏ khách này đi thôi. Bỏ khách này. Tôi sẽ tìm khách khác. Đây mình xuống bay biển này. Xuống dưới này này. Gì anh? Chửi vậy? Ồ, chỗ này là một cái phòng tập gym. Hoặc là chỗ tập gym tập thể hình giữa trời nắng các bạn. Ui. Xịn sò đấy. Ai đi taxi mọi người ơi. Ở đó tôi mới nhắc sau lưng có luôn rồi kìa, có khách sau lưng nha. Good. Looks like you're close. Đây. Ấy mọi người xích vô cái. Ơi. Không đi nữa. Kỳ cục vậy. Ủa lại có khách trên kia nữa kìa các bạn ơi. Không. Nếu cái này lo tắm biển, lo tập gym rồi các kiểu. Không đứa nào mà đi xe mà đứng trơn ấy. Ok, mình chạy ra đây mình rước khách trên này đi. Đi, lên nhà này. Vào đây, anh ơi. Rồi lại mắc khách nữa rồi. Cây cú thật sự. Lại mắc khách nữa rồi. À, khách búp lại, khách búp lại kìa các bạn. Lại búp lại. Ok, vào lên. Ủa, khu này toàn nhà đại gia không vậy ta? Ồ, anh này hả? Ồ, em đây anh đâu? Đi ngay người luôn cái gì? Ồ, có đụng đâu mày? Có đụng đâu mà lo? Ủa? Kỳ hả? Ông kia nghe điện thoại từ ông nội nó đi với ai hả ông này hả? Đi đâu anh? Rồi, ok, ngồi yên nghe em chở anh đi nha. Rồi. Rồi, ok, mình sẽ quẹo bên phải mà. Trời ơi, nhiều xe vậy. Ê, 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 ê. Ui, xe mang quần rồi. Ôi, nó quẹo trái nè các bạn. Ê, nó mới cày.
Nguyên một đoạn thẳng luôn các bạn. Dừng đèn đỏ luôn. Rồi, ở đây mình sẽ quẹo trái. À sắp tới rồi, đi xa dữ thằng vậy. Đi xa dữ vậy. À tới đây hả? À quẹo qua đây. À ông này ông đi đến cái cửa hàng. À không, một cái khu công nghiệp gì đấy. Rồi cảm ơn nhá. Ông vẫn không có tiền à, kỳ vậy. Để xe đã đời không có đồng nào hết vậy. Khổ phải chưa. Vẫn không có tiền các bạn. Kỳ cục thực sự. Copy that. Ok, bây giờ mình sẽ tìm khách mới. Ở đó khách đâu nữa vậy? Okay, đây là như là cái khu công nghiệp các bạn. Rồi, bây giờ mình quay đầu xe lại. Này. Ơ, sao ông nãy vậy? Ơ, sao giống cái ông mới đi xe mình vậy? Quái trưởng. Rồi, ok. Trời ơi, ông này ông còn đi xa hơn hồi nãy nữa các bạn. Trời ơi. Rồi ok, chiều lòng khách hàng luôn. Khách hàng đi đâu mình chở đi đó các bạn. Biết sao giờ. Mình không hiểu nó bị lỗi cái gì thôi. Mình không có tiền gì trơn trời. Làm nghề không có tiền là làm chi trời. Uầy. Trời đất ơi. Khách xe đi vào lòng người vãi chưởng các bạn. Không sao nè, không chạy luôn nè. Ôi trời, né xe. Container, 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 container. Vui mà anh xem đi, vui không anh? Quá vui còn gì nữa. Rồi, để vượt qua này luôn, vượt ra mấy đằng xe này luôn. Em qua các mọi người ơi. Ây da. Đây là nhà hàng hay sao ấy các bạn. Ủa, không cho tiền luôn à. Kỳ cục cái khách trong này, kỳ cục các bạn. Không cho tiền mình luôn các bạn. Ok, bây giờ mình các bạn sẽ tìm một khách nữa thôi nhá. Coi có khách nào nữa không rồi chúng ta sẽ kết thúc. Luôn nhỉ. Sau lưng à. Rồi xong phiên rồi, ăn quần rồi. Chạy xe bà đó luôn rồi. Rồi luôn. Không sao chị ơi, đi đây. Tại chạy bà cái đít này. Về sửa xe thấy bà nội luôn. Dispatch. Rồi, bà khách rồi. Ai vậy, ai vừa bố taxi vậy mọi người. Ờ, chạy chậm quá các bạn. Taxi không chị ơi. À, anh hả? Thời ơi, tôi nghĩ. Ơ, sao giống ông nãy. Thôi, không chở ông nữa đâu. Thôi, sao gặp ông đó hoài vậy. Thôi chở ông đi các bạn, tao nghẹp ổng quá. Rồi lẹ lên, lẹ lên. Xe chị ơi. Không có chị nào không vậy? Toàn nãy giờ tao chở mấy anh mà khổ ghê. Cái này sao, số làm sao ấy. Rồi ok. Rồi đi đâu quá lỗ, kỳ kỳ. Trời ơi, nghe điện thoại không nhìn đường vậy chứ. Ok. Sao nãy giờ mình chở toàn cái ông giống giống gì không vậy? Chở 3 chuyến rồi đấy. Ừ, bên đây không có chở được nhỏ gai làm chân buồn ghê được chứ. Rồi mình quẹo phải là ông này đi cũng khá là gần. À lách vô lỗ nè nó ẩm. À đây à. Ok tới nơi rồi nè. Ồ, ông đi mua đồ, sắm đồ các bạn. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi, vẫn không đóng cửa. Quá khổ. Ok. Mình nghĩ chắc hôm nay nhiều quá đã đủ rồi các bạn. Trời ơi, không có đóng cái cửa cho mình nữa. Mình tìm chỗ nào mình đóng cái cửa đó coi. Hay chỗ này không có nắng mà. Rồi, đi chỗ này đi. Rồi. Chào chị nha, đi taxi em chơi. Taxi em anh.
Không ai đi chứ vậy. Ok, chắc hôm nay chúng ta sẽ chở bao nhiêu khách đó được các bạn. Và các bạn thấy video của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì cũng đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và các bạn nào muốn mình làm nghề lái taxi này nữa, hoặc các bạn muốn mình chạy những cái chiếc xe taxi nào, thì các bạn comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ làm được cách tập sao cho các bạn xem. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình, thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.